Và đương nhiên Hans Grad vẫn có thể được cứu lên. Nhưng với Valee Thái thì họ sẽ đáng lo hơn rất nhiều, bởi họ sẽ cần phải xử lý thật nhanh đối phương để cứu lên những người đồng đội mình. Nhưng có thêm những tướng bắn cấu yếu máu những người đang bò nữa. Rất vất vả cho Unic và ôi, vẫn chưa hết những tình huống cấu yếu máu đâu từ vị trí của Siêu. Siêu đang có trong cái góc gần như là bao quát được nguyên cái thông tin ở đầu bên kia, nhà chữ C. Và Jay thì đang đẩy lên nữa. Và K98 trên tay, và liệu vận may có đến hay không đây? Và có một viên K thôi. Ăn quê chứ, ăn quê của Unic đã nằm. Và bên cạnh đó thì thành viên còn lại dưới ngay khu vực vị trí mà anh chàng Siêu đang đứng thì cũng đang di chuyển rất là nhiều, thậm chí là cũng mới lút lên cho mình khẩu Uzi rồi thì AUG thôi. Lượng đồ còn chưa phải là quá đầy đủ nữa, máu thì cũng đã yếu. Jay Skurat đã gọi là có mạng đến từ vị trí của chàng ăn Q. Và Forest Gaming cũng đang có tình huống giúp sức dành cho đại diện quê nhà. Và Jusian bây giờ vào thế một cổ hai chồng rồi. Jay Skurat 1 vs rất nhiều. Họ phải đối đầu với cả Valee Thai, họ phải đối đầu với cả các thành viên của Forest Gaming. Nhưng dù sao thì Valee Thái cũng đang gọi là chỉ còn lại một điều duy nhất mà thôi. Cầm shotgun đến từ Jay Skurat. Và rất tiếc không có bất kỳ một viễn cảnh nào tươi đẹp dành cho đội của ZX cả. Họ chỉ mang về tổng cộng 3 điểm của game thi đấu này mà thôi. Nhưng với Valee Thái, họ cũng chỉ còn lại một người. Rất khó để Valee Thái có thể thi đấu tiếp trong những khoảng đấu tiếp theo. Nhưng chơi sinh tồn với một người ở map Triangel thì cũng không hề đơn giản một chút nào cả. Thà map nó rộng rộng một chút như kiểu Miramar thì cơ hội còn có nhiều. Và vâng, người đồng hương của họ tiễn họ đi, có nhiều nhất ở giai đoạn đầu. ENTER FORCE 36 vẫn đang phía bên ngoài vòng cùng với đó là Made in Thái Lan. Họ đang cố gắng di chuyển chậm để tránh đi những rủi ro đến từ những đại diện có mặt ở phía bên trong sớm. Và đúng như vậy, giao tranh đang nổ ra và phía đại diện Nhật Bản đang liên tục mất người. Black Dog vẫn đang bắn rất hay. Và để xem quyết định sẽ là như thế nào đây. Smoke trả ra là quá nhiều co là người đi đầu. Quét thông tin không có bên này thì sẽ là bên kia thôi. Mook bắt được men tốt và tiếp tục là vị trí của Mook. Làm đôi ở trên của tầng 2. Và hồi đẩy lên với đúng hai người mà không phải là toàn bộ đội hình. Và đó là một cái quyết định sai lầm. Bây giờ Black Dog sẽ phải chấp nhận với rất nhiều những cái khó khăn nữa. Bởi Mook cho một pha nằm đối phương nhảy lên và không nhận ra. Để xem Mook có thể bắt được người thứ ba và người thứ tư hay không đây. Bắt điện ra đây rồi, nhưng anh ta chỉ có được đôi mạng thôi. Top 14 cho Irohani Popeto Samurai Gaming. Như vậy là đầu vẫn hoàn đấy. Như đại diện Nhật Bản đối đầu với đại diện Đài Bắc Trung Hoa thì chúng ta thấy rằng Black Dog đã gặp đối thủ vừa mới hơn khá là nhiều. Còn E36 đúc bộ với Forest Gaming chúng ta cũng sẽ đánh giá cao nên việc của Forest hơn. Mặc dù E36 là một cái tên mà đã quá là máu mặt, đã quá quen thuộc đấu trường quốc tế. Starlord, họng súng chủ lực đa hy sinh Sylvia cũng không còn. Cơ hội nào cho E36 đây? Pure Boy, Pure là kiểu thuần khiết, chàng trai thuần khiết à. Thì liệu anh ấy có thể mang về những hy vọng nào dành cho E36 bây giờ? 1 vs rất nhiều người, Hoài Anh sẽ người đối đầu trực tiếp. Và Hoài Anh đã gặt luôn cái đầu của Pure Boy, dừng lại top 13 dành cho ENTER FORCE 36. 57, đối thủ họ không còn là quá nhiều nữa. Arkangel Predator lên tiếng, Arctic Gaming cũng đang có những mạng ảo cục. Nhưng mà phần nào đó hắn lại knock out vị trí của Omochi Daten. Và thế là cơ hội không thể nào tuyệt vời dành cho những cái tên khác, cứ tên khai thác vào và ai không có bất kỳ điểm số nào cả. Black Dog vị trí chẳng thiên thì cũng đang ngã xuống và chỉ còn lại EF mà thôi. Hơi khó, xung quanh của EF đang là OneCold, một cái tên cũng vô cùng là máu mặt, một cái tên cũng rất triển vọng của PSC. Và Black Dog không có bất kỳ một cơ hội nào cả, dừng lại top thứ 11, điểm cộng vào dành cho OneCold. Vâng, như ta thấy thì những tiểu bắn nhau đã bắt đầu nổ ra nhiều hơn khi mà họ muốn tiếp cận vào phía trong vòng trắng. Một vòng bo thứ tư mà không còn diện tích nước biển bên trong nữa. Armory Gaming di chuyển chậm vào và bên này mới chỉ có đúng một căn nhà vệ sinh mà thôi. Tuy nhiên thì góc này với họ thì chỉ đáng lo nhất với phía của Unicorn Cyber Esports. Một góc trên high ground và Smell có thể nhìn ra tình hình. Còn Arkangel Predator đã di chuyển vào rất gần vị trí của Pixel. Và Evil Patrick đi đầu. Trong pha này nếu như nhìn thấy chỏm đầu đối phương thì sẽ có ngay tiếng bắn và sẽ là những lợi thế dành cho Arkangel Predator chứ không phải phía Pixel đâu. Quan trọng là Alimbot có phát hiện ra được đối phương hay không mà thôi. Bởi trong tầm này thì tôi tin rằng là Angel Predator vẫn là đội tuyển có thể trên cờ với Pixel. Phạm vi đã rất gần rồi, nhưng những tiếng check góc vẫn phải cẩn trọng. Có đồ bắt đầu dã ra. Pixel ngửi thấy mùi gì đó không thơm. Bên này Alex xuống xe, Mapic có tiếng bắn và ôi đáp trả được vài viên. Không dính được thì nằm xuống ngay lập tức. Nan cùng Alimbot liên tục có tiếng bắn chính xác. Và bất ngờ thay thì phía của Pixel có một pha đáp trả. Và cơ hội cho AP cứu Alex là vẫn còn, nhưng cần có những quả smoke thật nhanh. Xèo phèng trả hết giá, Nan nằm xuống. Bây giờ Pixel lên tiếng, liệu phải đã muộn màng chăng? Họ chỉ còn hai người thôi, và những người mà trước đó bị knock đã bị confirm đi một cách triệt để. Tiếp tục chòm tiếng trả nết nữa. Và quả nết bỏ nhỏ này với không tới những người phía dưới. Còn thở là còn gỡ. Lúc này Pixel thì anh chàng đó là Ban Skurat đang yếu máu, Hùng vô địch đang lên tiếng, cộng thêm điểm cho Phoenix Gaming. PXS đang dần dần mất người và họ không còn bất kỳ một player nào cả. Arkangel Predator thì Alex cũng đã chính thức chào tạm biệt và chỉ còn lại một player duy nhất đến từ đội AP mà thôi. Cơ hội cho PNG để có thể gặp được các thành viên của Arkangel Predator là vẫn còn. Khi góc đứng này thì AAP là những người buộc lòng phải di chuyển. Còn với Made in Thailand, như chúng ta đã nói trước đó rồi, họ có một góc thi đấu, họ đi vào muộn, họ có góc tương đối ổn, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tận dụng được và họ cũng đã dừng lại. Unicorn Cyber Esports cũng vừa cộng thêm cho mình được một điểm 3 gục. Vâng, là New House Esports đã bị sâu xé bởi cả Unicorn Cyber và cả Armory Gaming, thậm chí cả E-Arena đã bắn sang nữa. Chí Duy bị knock out bởi Sa Pao, những người ăn mạng đến từ phía của Armory Gaming. Thêm cả bet 1301, Smell đã knock out được thì phải có thể confirm thật nhanh trước khi để cho đại diện Thái Lan xuất hiện. Và vừa nói xong, Lyric của E-Arena vét rất nhanh. Đáng tiếc thay thì còn Cyber Esports, Long Ca một chấm máu đổi chỗ để né đạn, nhưng liệu có là được hay không đây? X6 với AUG từ vị trí của Sa Pao. Sa Pao gặp lại người đồng đội cũ trong màu áo của Sky Minh Đắk Lắk, trong màu áo của DVZ Gaming, nhưng chưa thể hạ gục được Long Ca. Long Ca có vẻ đã tiếp cận được vào gần vị trí T1606 và cứu lên được thành công rồi, nhưng căn nhà vệ sinh này làm sao để thoát ra bây giờ đây? Unicorn Cyber đang là đại diện Việt Nam mà có thể coi gần như là sáng cửa nhất thời điểm hiện tại. Top 8 cũng đã lộ diện. Như vậy là những cái điểm hạng đã bắt đầu được cộng vào rồi. Unicorn Cyber đang dần dần cố gắng muốn cày thêm kill, mà rất tiếc là Smell cố gắng bắn nhưng mạng ngại gục và thuộc về vị trí nhà City. Còn Long Ca cũng đã bớ thêm được một bạn nữa. Armory dừng lại ở top thứ 8. Chúng ta đã lộ diện ra 7 đội tuyển và hai thành viên còn lại của New House Esports để xem mà họ sẽ sinh tồn được bao lâu nữa trong khu nhà vệ sinh. Còn Alimbot phát hiện ra mình của PNG, nhưng bắn nhau thì PNG không ngại một chút nào cả. Doctor Loki xê hết băng đạn nhưng vẫn chưa mang đến thêm bất kỳ mạng nào. Xin Vi có một và Hùng vô địch bây giờ đã bị knock out. Nan có một quả nét tự bắn chính bản thân mình. Và 2 vs 1 giữa PNG cùng với Arkangel Predator. Bắn nhau là kịch liệt. Thêm điểm cho Unicorn Cyber, họ đang cày kill là rất tốt rồi. 5 điểm hạ gục và sẽ có thêm con mồi nữa mang tên Arkangel Predator, nhưng tuy nhiên Xin Vi bị knock out. Và đó là bởi T1706, nhưng ngay sau đó thôi thì Smell xuất hiện và top 7 cho New House Esports. Và Arkangel Predator bây giờ thậm chí còn nhìn thấy cả Phoenix Gaming nữa, với đó là vị trí Doctor Loki. Lâm Bảo đứng lên, Sa Pao bắn sang, Nan bị knock out. Unicorn hoàn toàn có thể tiếp tục cố gắng vươn lên, biết đâu đấy top 1 có thể tới với Unicorn Cyber Esports thì sao. Lâm Bảo headshot Alimbot thành công, Vivo Patrick đang cố gắng bắn lại, anh ta có được thành công trong việc knock out, nhưng Unicorn Cyber, Lâm Bảo có ngã xuống nhưng anh em vẫn đang là rất đồng. Còn với Doctor Logi của Phoenix Gaming thì cơ hội có vẻ như là kết thúc rồi. Vẫn có thể gọi là có được mạng, nhưng đó là mạng thuộc về vị trí của nhà Sa Pao. Unicorn Cyber đã có 10 điểm hạ gục, còn Phoenix Gaming thì không còn bất kỳ một ai cả. OneCold với E-Arena sẽ là một cuộc chiến một mất một còn. E-Arena thì có sẵn một player bên trong vòng bo nên có lẽ anh chàng này sẽ sống sót. Còn với OneCold thì toàn bộ đội của họ sẽ phải all in. Mitty có một, Scapy cũng đang lên tiếng. Đội của OneCold đang gần như là bị xé lẻ bởi hai đại diện đến từ Thái Lan. Nano J góc đứng cũng đã lộ và bây giờ chỉ còn lại một player duy nhất mà thôi. Rất tiếc không còn bất kỳ một ai cả. Top 4 thuộc về OneCold. Vâng, và E-Arena rất bất ngờ, họ bước vào pha giao tranh này mà không để mất bất kỳ một ai cả, khi mà có thêm cái sự góp sức đến từ Forest Gaming. Nói về cái cục diện vừa rồi mà Sam đưa ra thì cũng chỉ biết nói là đen thôi. Chỉ biết nói là đen thôi, đen. Forest Gaming thì đúng tách biệt hoàn toàn pha giao tranh này rồi, và góc đứng của họ thì quá thoải mái để check về phía của Unicorn Cyber. Rất vất vả cho đại diện Việt Nam ta khi mà phải vướng vào đến hai cái tên đến từ đá Thái Lan. Nhưng có lẽ sẽ là mai rồi, mai mới xử lý được thôi. Chứ tầm này không thể nào xử lý được nữa. Vòng bo ép vào giai đoạn đã là quá khắc nghiệt. Tiếp tục là Hunto của Forest Gaming, knock out vào anh chàng Smell. Và Unicorn Cyber còn hai người. E-Arena chớp thời cơ đẩy lên và confirm đi vị trí của Smell. Sao bom bị knock tiếp bởi Lyric và E-Arena đang liên tục lên tiếng. Xin Vi thì bắn ngược vào vị trí của Lâm Bảo. Một giai đoạn nhạy cảm và có lẽ cũng chỉ là vô tình mà thôi. Nhưng top 3 sẽ dành cho Unicorn Cyber, không thể khác được. Forest Gaming hay E-Arena đây? Dù là cái tên nào thì nó cũng không quá quan trọng bởi vì họ cũng đang có rất nhiều điểm rồi. Với E-Arena có lẽ cũng rất khao khát cho mình cái top 1 này để có thể gọi là cố gắng xoán ngôi được các thành viên của Forest Gaming, hoặc là ít nhất có thể thu hẹp đó còn lại 1 cho tới 2 đơn vị. Nhưng bây giờ có vẻ cũng hơi khó một chút. Forest Gaming là có phong độ rất cao. Olympus một góc bắn xa nó là quá tín. Bây giờ Sitsi dựa vào làn smoke của mình có thể sinh tồn, nhưng sẽ có bao nhiêu quả smoke cho anh ta. Lyric có những pha đáp trả cứu yếu máu được một ngử Forest Gaming, nhưng theo cái mặt thời gian thì Lyric cũng sẽ khó, bởi anh ta là người sau cùng để hỗ trợ những người đồng đội. Sitsi ăn phải cái tình huống đổ xe nằm và top 1 sẽ đến với Forest Gaming. Mặc dù đây đã là lượt trận mà E-Arena cũng cày về cho mình được rất là nhiều những điểm hạ gục. Punto nắm được thông tin đối phương và Lyric nhòi ra là đi luôn. Xong rồi, 1v4 mai clutch đến từ phía của E-Arena. Và Scapy cũng ngồi ép vào, thì quan trọng là ai có về cái điểm kill này mà thôi. Như vậy là top 1, 10 kill dành về cho các thành viên của Forest Gaming.